Tiên Anh xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tập lên cho một clip gồm 9.000 con nha. 9.000 con này, 9.000 con Ikeda, chất liệu là chất liệu carbon. Thì có 4 cây bên đây, là 4 cây có độc phụ nha anh em. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ hiện toán với hàng lỗi một trong clip nên ạ. Thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Để em lên cái thứ nhất để tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho một người là một cây Simat. Cái này thì carbon giả trúc nha mọi người, chất liệu là chất liệu carbon giả trúc. Ngoài có nắp chụp đầu luôn nè. Ngoại hình cái này nó có tầm khoảng 95% nha anh em. Còn rất lòng mới luôn. Đó. Bát tầm bát Fuji. Fan ở đây. Fan này chắc là fan hãng rồi. Đó. Đó. Thì cái này nặng là 600, cái này nặng là 850g nha anh em. Đọc là 0.6. Dài là 1m65 nè, dài 1m65, ngoại hình còn xuất sắc nha anh em. Thì cây này nó đi phen là đi phen 160 độ, 180 độ, anh em có thấy phen nó sẽ xây qua đây, một số phen này nó xây một vòng đó. Giờ em không có chuyên về Ikeda nên phen này về sau thì em để quậy luôn. Đó. Quay, phen này quay nha anh em. Ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Nó carbon giả trúc, đọt sẽ tự tin, đọt đậm. Đọt carbon luôn. Rồi, giá công khai cây số 1, giá công khai là 800k anh em. Cây khá đẹp, chất lượng carbon. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây Master. Đó. Cái này em cũng lấy từ Nhật về. Thì cái này là dài 1m8 thông số chuẩn. Bát là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji. Đó, đây, chỗ này thì dính keo đây. Đó, keo nha mọi người, đó, trừ vệ sinh luôn đó. Thì bát là bát Fuji, chất liệu còn là chất liệu carbon giả trúc. Nhìn khá đẹp, fan là fan Fuji dạ quang. Đó. Fan Fuji dạ quang. Càng đẹp nha mọi người. Thì cái này chiều dài thực của em đo là ra 1m8 nha mọi người, dài 1m8, nặng là 170g, đọt là 0.5. Mình lấy đọt cho mọi người xem. Đọt ở đây. Đọt là đọt sở thủy tinh nên em, sở thủy tinh đọt. Đọt này ok. Đọt này đọt nó đi defend này thẳng nha mọi người. Ngoại hình còn xuất sắc. Cây này ngoại hình ra tổng khoảng 93-95%. Rồi, giá công khai cây số 2 là 800k luôn nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây Master. Fan vẫn là fan Fuji dạ quang. Đó. Bát vẫn là bát Fuji. Fuji nha mọi người. Bát vẫn là bát Fuji. Ở cây này dài cũng là 1m8 luôn nha mọi người. Đó, dài 1m8. Thì bát là bát Fuji. Thì cây này em đo lại thì chiều dài nó còn 1m75 thôi nha mọi người. Đó, 1m75. Nặng là 60g, đọt là 0.6. Đó. Thì em đo lại sau thì em báo anh em vậy thôi. Đó. Thì ngoại hình còn ok. Đây, đọt ở đây mọi người. Sạch sẽ nha mọi người, sạch sẽ đẹp đẽ. Mắt tầm khoảng một phen. Đó, do mấy anh Nhật anh muốn cứng thì anh Nhật cắt lại. À, tem xích Nhật đầy đủ nha. Ngoại hình cũng còn rất là ok. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là giá là 800k nha mọi người, 800k cộng ship. Bây giờ ở đây. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Shimano hàng nội địa. Đó, cây này sẵn quăng nha mọi người, sẵn quăng. Bát fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Cái này là carbon hai da. Thỏi vàng. Cực kỳ ok nha mọi người. Đó, ngoại hình cây này ra tầm khoảng 90% nha. Đó, bát là bát Fuji. Dài 1m8. Thì chiều dài thật của cây này em đo là nó còn 1m75 thôi. Đó, nặng 700g. 70g, nặng 70g. Đọc là 0.6. Shimano Tackle Today. Hàng còn đẹp nha mọi người.
thì carbon hai da Shimano, cây này rất là nhiều anh em săn nè, anh em có hành tráp săn cây này rất là nhiều luôn. Đó. Khá đẹp nha này, đó. Đọt là đọt sợi thiết tinh luôn. Đó. Phen độ ok hết nha, phen này này phen thẳng, chỉ có cây số 1 là đi 360 độ thôi. Đó. Thì cây này dài là 1m75, nặng là 700g, đọt là 0.6. Rồi giá công khai cây số 4, giá công khai là 1.1 mọi người, 1.1, hàng đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây Daiwa Kotgo Ikada, Ikada Saison gì đó. Thì cái này là một cây hàng của Daiwa. Đó. Cho Daiwa nha mọi người. Cái này Daiwa nội địa rồi, hàng Japan. Đó. Thì cái này là chất liệu carbon hai da nha mọi người, hàng hai da. Đó, sơn màu trắng này, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji đây qua. Đó. Thì cây này dài 1m76 nha mọi người, 1m76, nặng là 100g, đọt là 0.7, đọt đấy anh em. Hàng carbon hai da nha anh em, sẵn đây, đọt là quẳng sẵn, gà tay vô là anh em thấy liền, nhắm luôn. Phen là ok hết nha mọi người. Đó. Ngoại hình cây này nó gơ tầm khoảng 93-95% nha, hàng đẹp nha mọi người. Đây, chốc sơn nhẹ chỗ này. Đó. Rồi cây số 5, giá công khai khoảng là 1.1 triệu nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 6 nha anh em. 6, 7, 8, 9 là bốn cây này là bốn cây hai đọt nha mọi người. Thì cây này là một cây Daiwa, hàng Daiwa Kotro. Đó, cây này hàng của Daiwa nha mọi người, cây này là hàng Daiwa hai giá. Đây đọt nó đây nè, đọt nó giọng vẫn sắn nha anh em, giờ tay vô là nhắm liền á. Thì cây này là hai đọt, thì một đọt nó sẽ là 1m5, một đọt là 1m47, nặng là 80g, đọt 0.3 ly và đọt 0.6 ly. Đó. Thì ngoại hình nó còn rất là sạch sẽ đẹp đẽ mọi người. Đó. Em ở đây, đó, cái này là vệ sinh lại là ok liền. Thì bát là bát này được đi lại đi keo lại nha mọi người. Đó. Thì hàng sau thì nói anh em vậy thôi. Đây, đọt nó đây. Đó. Đọt này là 1m5, đọt này là 1m47, nó hai đọt nè, tùy theo anh em đánh nha, nó anh em để làm đọt Sico cũng được, đẹp nha mọi người, ngoại hình rất là ok luôn. Rồi giá công khai cây này là giá 1.2 triệu nha anh em, 1.2 triệu cộng ship. Cây số 6, 1.2 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người vẫn là một cây Daiwa, hàng Ikeda. Hàng này vẫn là chất liệu hai da nha mọi người. Đó. Phen vẫn là phen Fuji, bát vẫn là bát Fuji Daiwa. Đó. Nó thẳng luôn. Thì cây này vẫn là một dài 1m5 và 1m47, nặng là 80g, đọt là 0.3 và 0.6. Đó, tùy theo anh em, tùy theo loại, mình em câu. Đó. Phen vẫn là ok hết nha mọi người. Thì đây anh em, hình cái này còn rất là ok nha. Đây, dạng sẵn đẹp đẽ nè, đẹp đẽ sạch sẽ. Hai đọt. Rồi giá công khai cây này là cây số 7, giá là 1.3 triệu nha anh em, 1.3 triệu. Cây số 7 giá 1.3 triệu. Thì bát là bát nguyên zin luôn nha mọi người, bát nguyên zin luôn. Thì cây này sản xuất tại Taiwan. Đó, hàng này sản xuất tại Taiwan.
nè, sản xuất tại Taiwan. Sản xuất tại đâu thì em nói tại đó thôi. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cây cuối cùng, hai cây hàng tuyển. Hai cây này là hai cây cần của Yamakasu. Đó. Nha anh em, Yamakasu tem đầy đủ. Bát ở đây, đó, bát Rama luôn. Cây này vẫn là hai đọt nha mọi người. Đó. Phen vẫn là phen Fuji Dạ Quang. Đó nè. Đó. Hai đọt. Thì cây này dài là 1m5 thôi nha anh em, dài 1m5, hai đọt đều như nhau hết luôn. Hai đọt từ dài 1m5, nó hàng nguyên zin nguyên kiện luôn á, chuẩn nguyên zin luôn nè, dài 1m5, nặng là 70g, đọt là 0.3. cây này chiên anh em đánh cha lọt đánh hành đánh cháp nha anh em. Đó, coi cà đà gà Yamakasu rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha, tem nội địa đầy đủ. Cái này đánh bao cảm giác luôn. Rồi, giá công khai cây số 8, giá công khai là 1.2 triệu nha mọi người. Cây số 8 giá công khai là 1.2 triệu. Chất liệu là chất liệu carbon nha. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần Yamakasu. Đó. Cây này vẫn là hai đọt nha mọi người, hai đọt. Hàng chỉnh như cái ta luôn mọi người, hai đọt như nhau luôn. Đó. Thì cái này dài 1m8, nặng là 95g, dài 1m8 nặng 95g, đọt 0.3. Ngoại hình còn rất là ok anh em. Đó, đọt là đọt sợi tiết tinh bạch. Yamakasu. Fan là fan Fuji Dạ Quang nha mọi người. Cái này là tem sức nhật đầy đủ nha, tem nội địa nha mọi người. Bát bát Fuji. Đánh cảm giác là bao phê. Gắn vô cho anh em xem. Ok nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 9 cây cuối cùng, giá là 1.3 triệu nha mọi người. Cây số 9 cây cuối cùng giá 1.3 triệu, hàng Yamakasu. Đó. Rất là ok nha. Rồi, đó là tổng chính cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.